Làm thế nào để có một tỷ lệ cơ thể đẹp hơn khi phối quần áo là điều mà rất nhiều người quan tâm. Và trong công thức đẹp ngày hôm nay sẽ là những quy tắc để giúp các bạn mặc đẹp hơn, thậm chí chỉ với những món đồ đang có sẵn ở trong tủ. Nguyên tắc đầu tiên, mặc monochrome đơn sắc là một cách để khiến cho tỷ lệ cơ thể của bạn đẹp hơn. Một ví dụ tiếp theo cho quy tắc mặc đơn sắc. Những chiếc áo oversize quá khổ, các bạn có thể kết hợp cùng quần short và sơ vin một nửa như Phương Nga đang mặc. Một ví dụ cho quy tắc trên kín, dưới hở và ngược lại. Tiếp theo đó chính là trên rộng thì dưới nên ôm và ngược lại. Áo oversize quá khổ kết hợp cùng với một chiếc quần dài ôm. Quy tắc tiếp theo, phía trên phức tạp thì phía dưới đơn giản và ngược lại. Nếu các bạn có một chiếc áo dài tay, cao cổ, kín như bưng và thậm chí cảm giác hơi ngốp thì sau đây sẽ là cách xử lý. Cách thứ nhất, các bạn có thể kết hợp cùng với một chiếc quần short. Cách thứ hai, kết hợp cùng với chân váy mút chì hoặc chân váy chữ A. Nếu các bạn hơi mũm mĩm hoặc chưa tự tin về tỷ lệ cơ thể của mình thì hãy tránh việc kết hợp tạo cảm giác trên bùng nhùng, dưới thì lòe xòe nhé. Khi mà những chiếc áo oversize quá khổ và bạn không tự tin để sơ vin thì có thể lựa chọn kết hợp cùng với một chiếc quần short, ví dụ như bộ suit mà Phương Nga đang mặc. Những quy tắc mà ngày hôm nay công thức đẹp đã mang đến cho các bạn là những quy tắc cơ bản nhất để giúp bạn mặc đẹp hơn. Tuy nhiên, nếu các bạn tự tin với tỷ lệ cơ thể của mình thì quần dài áo dài, quần rộng áo rộng, trên phức tạp, dưới lòe xòe cũng không sao cả. Nhớ nhé!